thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của năm loại mắt chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của sáu phép thần thông chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc hữu vi vô vi của năm loại mắt hoặc hữu vi vô vi của sáu phép thần thông rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu vi vô vi của năm loại mắt và cái danh hữu vi vô vi của sáu phép thần thông các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của năm loại mắt là đại bồ tát chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của sáu phép thần thông là đại bồ tát hiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của năm loại mắt chẳng phải là đại bồ tát, chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của sáu phép thần thông chẳng phải là đại bồ tát. Bạch Thế Tôn hoặc hữu lậu vô lậu của năm loại mắt hoặc hữu lậu vô lậu của sáu phép thần thông rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu lậu vô lậu của năm loại mắt và cái danh hữu lậu vô lậu của sáu phép thần thông các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của năm loại mắt là đại bồ tát chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của sáu phép thần thông là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh xanh hoặc diệt của năm loại mắt chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh xanh hoặc diệt của sáu phép thần thông chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc xanh diệt của năm loại mắt hoặc xanh diệt của sáu phép thần thông rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh xanh diệt của năm loại mắt và cái danh xanh diệt của sáu phép thần thông các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh xanh hoặc diệt của năm loại mắt là đại bồ tát chính cái danh xanh hoặc diệt của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát. Thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồ Tát. Chính cái danh thiện hoặc phi thiện của sáu phép thần thông chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn hoặc thiện phi thiện của năm loại mắt hoặc thiện phi thiện của sáu phép thần thông, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có cuốn là có cái danh thiện phi thiện của năm loại mắt và cái danh thiện phi thiện của sáu phép thần thông các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của năm loại mắt là đại bồ tát chính cái danh thiện hoặc phi thiện của sáu phép thần thông là đại bồ tát thiện hiện, hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của năm loại mắt chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của sáu phép thần thông chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc hữu tội vô tội của năm loại mắt hoặc hữu tội vô tội của sáu phép thần thông, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội vô tội của năm loại mắt và cái danh hữu tội vô tội của sáu phép thần thông. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của năm loại mắt là đại bồ tát, chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của sáu phép thần thông là đại bồ tát. Thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của năm loại mắt chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của sáu phép thần thông chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc hữu phiền não vô phiền não của năm loại mắt hoặc hữu phiền não vô phiền não của sáu phép thần thông, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu phiền não vô phiền não của năm loại mắt và cái danh hữu phiền não vô phiền não của sáu phép thần thông, các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của năm loại mắt là đại bồ tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của sáu so phép thần thông là đại bồ tát